Bữa nay mình sẽ bắt đầu mình là đắp full set nha, đắp một thường. Rồi đầu tiên là anh chị em thấy cái móng này nó bị dẫn không? Anh chị em thấy cái móng này nó bị dẫn không? Đúng chưa? Mình phải gắn móng sao cho nó đúng ha. Nè, thấy cái chiều hướng của cái móng không? Thấy nó dẫn lên trời không? Đó, thì mình phải làm như thế nào để làm cho nó không có bị dẫn lên. Nó cũng là một trong những cái cách làm ha. Đầu tiên thì mình sẽ nhám trước đi. Và cái tay này nói chung là nó cũng không có phải là dễ làm, nó cũng không có khó. Nhưng mà nếu mà mình biết cách thì nó cũng dễ lắm. Mình Phong sẽ chia sẻ cho anh chị em cái cách gắn móng, mà những cái móng thiệt này nó bị dẫn lên nè, mình cắt cục xuống rồi đó chứ không thôi này nó dẫn lên. Thì cái việc đầu tiên để mình gắn đắp bột của cái móng dẫn đó, bắt buộc phải cắt sát vô, cắt sát cái móng vô ha, mà mình phải dũa cho nó sát rạc vô luôn để mình gắn móng, mình cụp cái móng xuống để cho nó không có bị dẫn nữa, thấy không? À, cái này cũng cái pha này cũng nguy hiểm lắm nè, chảy máu sẵn rồi thấy chưa? À, nhớ dũa né cái chỗ đó ra. Chạy nhám phải chạy cho đúng ha, không đè. Cái mục đích của cái việc chạy nhám này là để cho mặt móng nó nhám lên, nó tăng cái độ ma sát, độ bám cho cái móng giả, cái bột của mình á, nó ăn vô trong cái móng thật. Được không? Rồi. Hello, chạy vũ nhám nhìn mê quá. Elizabeth Hồng phải không? How are you? I'm good, thank you, and you? Rồi. Em đây. Móng số 4 coi còn mấy cái. Một cái không đủ quá. Rồi, đây đầu kiếm cái tiếp keo của mình đâu, để đâu rồi? Tiếp keo của chẳng mấy để đây rồi. Chi vậy canh da để ở đây là. Đây là cái tiếp keo ha. Rồi. Giờ mình hướng dẫn cho anh chị em gắn móng nè. Mình nói sơ qua nè. Nhìn cái này là biết móng số 8 rồi. Còn nó nhiều ha. Nếu như mình nương theo cái móng này mình gắn á, thì cái móng này nó sẽ lên trên luôn. Nó nấc thang lên thiên đường luôn ha. Thì bắt buộc là mình phải, đầu tiên á, mình phải lấy cây dũa. Ok. Vô mình khoan hãy gắn móng liền. Mình dùng cái cây dũa này nè, mình dũa sát nó vô ha, dũa cho vô tới góc luôn á. Mục đích là giảm cái độ dẫn của cái móng ha. Bắt buộc nha. Những cái người khách khó họ làm á, họ không có muốn cái móng họ dẫn, thì mình phải làm lại như vậy đó. Dũa hết vô đi. Ha. Cái thao cái của mình là mình dũa xong cái này ha. Mình mu qua cái ngón này là cái tay này mình đẩy xuống. Đi qua bên đây. Ha. Từng ly từng tí là mình hướng dẫn hết cho anh chị em nha. Làm nghề sao nhìn cho nó chuyên nghiệp, thuyết phục khách hàng chút. Đây keo đây, thả giọt keo, thả giọt keo, thả giọt keo, thả giọt keo, nhìn là biết móng số 8 rồi ha. Khổ nó nhiều ha, gắn móng vừa phải thẳng mà vừa phải cụp xuống nha, cho nó hở ngàm lên luôn, cho nó hả họng ở trên đây luôn, không sao hết. Nhìn cái này là biết móng số 4 rồi, số 5 nè, cụp nó xuống. Không? Nhớ
cho nó hả hàm ở trên đây luôn, không sao hết. Này là nhìn là biết số 4 rồi. Ở đây làm gì? Làm xong rồi ở đây làm gì? Bác ơi, trời ơi. Vô tư, mình là vô tư. Nè. Mai đông khách hả? Mai 5 giờ sáng mở cửa nha. Đó, gắn bóng, gắn cụp xuống nha. Bữa nay đông khách, ai muốn làm ca đêm không? Hả? Ai muốn làm ca đêm không? Ai muốn làm ca đêm thì làm ca đêm nha, không có mình rồi đó. Mình là đúng giờ là đóng cửa thả chó. Còn nó nhiều. À, làm ăn có bài bản, ok. Thấy không? Thấy nó hả cái ngà một bắt đầu mình mới chích keo vô nè. Cái đó là cái cách để mình làm cân bằng lại cái bóng, không có cho để nó dẫn lên nữa. Rồi. Cái hộp móng nhớ lúc nào cũng cái size 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, mình phải học thuộc lòng 10 cái size này để lên là biết, để lên là biết cái size nào vô cái móng nào. À, nhìn cái đoán nè, cái này là móng số 8, phải có cái độ nhanh nhạy như vậy ha, cụp xuống ha, cái cách mình ốp cái móng vô nè, có cái cách mình ốp cái móng vô nè, ốp cái móng vô, cụp nó xuống ha, thấy nó đang hở hàm ở trên đâu, nó đâu có dính vô đâu. Cho nó hở hàm luôn. Lát mình chích keo vô sau. Nhìn cái này là móng số 4 nè. Thẳng nha. Nhìn từng dây, nhìn xuống. Móng số 5 nè. Nhìn cái này là biết móng số 2. Số 2 chính xác không? Số 2 nè, thấy không? Kê vô nè. Chuẩn không cần chỉnh ha. Chỉnh lại mất chuẩn nha. Chích keo vô. Chích keo vô cho nó đầy. Chích keo vô. Chích keo vô. Chích keo vô. Xong. Đó là một cái khâu gắn móng. Bây giờ tới cái khâu cắt móng, hướng dẫn cho anh chị em hết. Có phần shape nha. How long do you like about right here? Shorter. Right here. Bây giờ cắt móng, bắt đầu mình mới đo bên đây. Ở bên đây mình mới cắt cái móng bên đây. Em này là dân chơi thứ thiệt đó nha, không giỡn đâu. Đo móng bên đây. Từ từ bên đây sẽ đo qua bên đây. Cứ như vậy mà làm ha. Thì bốn cái móng này nó sẽ bằng nhau. Ngón cái này thì mình án chừng. Bây giờ bấm móng nè. Kê cái ngón, cái ba cái đồ bấm móng nè ha. Giữ nó lại, bụp một cái, rớt ra. Bài bản nha, không để cho nó văng tùm lum tà la ha. Bắt đầu đo máu bằng nhau rồi ha, bằng nhau chưa, bằng nhau rồi ha, bằng nhau chưa. Cuticle to cuticle, bên đây dài hơn, bấm vô. Đang vừa làm vừa húp nước miếng á. Thay giấy đi Đăng. Lấy miếng giấy lót vô khẩu trang đi chứ không thôi à. Nước miếng nó chảy ra kỳ lắm. Cái anh thợ.
cái anh thợ ở ở trong tiệm mình à. À, có một cô bé rất là xinh ha, mặc đồ rất là hot, vô đòi thêm làm tay kỵ mấy chồng nè, chồng thêm giờ cắt móng nè, cắt chút xíu thôi ha, chồng thêm à, vừa làm vừa húp nước miếng. Thì nói chung là trong cái chuyện mà làm nail ở trong tiệm thì nói chung là mình giỡn chơi chút xíu ha, cho nó vui thôi, chứ cũng không có gì hết. Tiệm nào nó cũng phải giữ cái sự vui vẻ ha. Còn giỡn được là còn ok đó, không nhìn mặt nhau mới mệt đó nha. Cắt cái móng là lúc nào cũng để cái cây kéo ở ngoài ha, không có để cái mũi nó chích vô đây nha, để ngoài nữa chưa, cắt chút xíu bập nè. Cái đây mình không để sát vô đây nữa mà mình ve ra ngoài, thấy chưa, cái nghệ thuật cắt cốc phình đó à, cái mũi nằm ngoài thấy chưa, cắt chút xíu ve cái mũi ra à, bục chút xíu ve cái mũi ra mấy thay giấy dừng chút xíu, thay giấy đi ta. Ừ. Thay giấy đi chứ không thôi miệng cứ húp nước húp mà sùm sụp luôn à, kỳ lắm à. Ok. Để một đường thẳng vũ nha. Cái vũ này hết bén á. Lấy cái vũ mới nha. Kéo cái da ra không, kê cái vũa vô. Kê vô nè ha. Vũa cho nó thẳng lại. Cái móng này rất là khó làm ha, tại nó bị cụp xuống á. Đắp bột lát thôi mình canh chỉnh lại hết. Tuyệt đối mình không có dũa để cho cái móng nó bị tóp vô nha. Còn dũa mình phải chừa nó chút xíu. Dũa tóp cái móng vô quá, lát hồi cái móng nó còn có chút xíu thôi, cái cốc phình của mình nó còn tóp lại, nhìn nó không đẹp. Khách nó không chịu ha, nó nói là too narrow, là thua ha. Phải đắp bột điêu lại mệt dữ lắm. Ok. Hello anh chị em và các bạn nha. Móng cốc phình dài một inch ha, cái này là cũng còn ngắn đó phương Phạm. Nhiều em làm dài lắm, dân chơi mà, bữa nay dân chơi gục ngã nha, mỗi khi dân chơi cung hoành bữa nay dân chơi gục ngã. Back up. Hai bên cái khóe này không, nó nhỏ bên đây mà hai cái bên này nó bè ra nữa, mà cái kiriko nhìn nó sâu không, thấy nó sâu không, mà nó còn dẫn lên nữa ha. Những cái tay này là những cái tay rất là khó làm, và ít khi nào mà những người livestream họ dùng những cái tay này để livestream ha, mình thấy rất là ít, nên cái trường hợp này mình thấy nó lạ lạ nè, đâm ra mình mới livestream. Tay xấu quá nên livestream nó không đẹp anh chị em, thực sự. Cái cô này lát hồi mình sẽ đắp cho anh chị em coi, nó sẽ từ từ mình sẽ build cái móng đều ra, nó sẽ đẹp trở lại ha. Mình không có chê tay khách xấu, nhưng mà mình nói cái móng tay nó khó làm ha. Không có gì xấu đó, ha. Không có người phụ nữ xấu, chỉ không có đủ thịt cá xấu cho người phụ nữ ăn.
Còn hốt hả? Còn hốt anh Tim phải không anh Tim? Anh Tim phải không? How are you? Long time no see. Time no see. Sao thấy thấy nó dính không? Thấy nó dính nó chưa? Đó. I show them how to make it not go up but go down to make it talent. Lâu lâu mình connect với khách hàng chút, mình tay khách hàng livestream mình cũng lấy tiền bình thường thôi ha, nên mình giờ vuốt vuốt khách chút cho họ để cho mình nói tiếng Việt nhiều cho anh chị em hiểu. Mình phải khôn khéo trong cái chuyện mà thậm chí mình livestream mình cũng phải khôn khéo nữa. Không, tại vì một cái bộ móng mà livestream nó sẽ lâu hơn bình thường. Ủa Henry, tắt máy lạnh này ha Henry. Tưởng tắt máy lạnh này, thôi đừng tắt máy lạnh, mở máy sưởi đi. Trời này mở máy sưởi là đúng rồi, tắt máy lạnh chứ. À Emily, em tăng giùm anh à, giảm giùm anh máy lạnh 1 độ xuống 72. Em giảm cái máy lạnh xuống 72 giùm anh cái. Thank you em. Ừ, 72 can kiều Emily. Tổng thôi mở xuống 50 cũng được. Không, thấy cái móng nó bình thường trở lại được chút xíu rồi đó. Lát mình sẽ đắp bột, mình sẽ khuất lấp dĩ vãng, giả từ thơ ngay. Mình sẽ che lấp cái khuyết điểm của nó lại. Chưa về hả Phong? Rồi chưa, hốt em này em cuối. Lời cuối cho cuộc tình. Một cuộc tình mơ cối. 7 giờ kém em ló mặt vô. Hốt luôn. Trời ơi. Hốt chứ sao không hốt hả? Lúa vô là phải hốt chứ. Khi nào đóng cửa mới không hốt nữa thôi. Còn trong vàng tránh là hốt. Mình là thề không để rơi rớt mà ha. Làm neo đúng với phương châm thề không để rơi rớt. Rồi. Giờ xong rồi nè. Phủi đi. Mình sẽ dùng cái nước thúi ha. Cho nước thúi vô. Nước thúi này thật là vi diệu. Rồi bây giờ mình đắp thử, mình đắp thử cái màu này nha. Màu này là thấy cái chữ gì không? Thấy cái chữ đắp là ghiền, đíp là xiền. Chơi màu đen là treo màu đen là gì? Sơn. Sơn treo màu đen ở ngoài D&D à, 473 D&D hoặc là DC là màu số 2. Muốn sơn nào sơn. Lấy D&D dễ sơn hơn. Ok. Cho ly quịch vô. Đâu. 473 à, 448 449 lộn. 473 là màu trắng. Đúng rồi, 448 449. Trên phải đầu tiên. Nhớ lộn á. Sorry nha. Sorry, xin lỗi. 448. Xin lỗi người chiến sĩ nha. Đen hay thường hay treo? Trời ơi, mắt anh đâu vậy?
thấy cục bột này nó dẻo không? Đều bột như đều đào nha. Biết sao? Biết sao? Ở trong đầu thì nhớ cái màu cái số kia mà miệng thì nói lại khác. Bó tài. Xin lỗi anh Aaron nha. Hả? Hả? Bánh mì. Tại sao? Bánh bao. Bánh bao. Ăn cả hai, đang đang ăn bánh bao bên kia kìa. Hai cái bánh bao ngon quá trời kìa. Ngậm miệng lại đang. Ừ, thay giấy đi. Uống cái xuống. Chân mấy xếp à. À. Cái cục bột nè, cái bột này là đắp là ghiền natural mix ha. Nhất cục bột cho nó bự cái coi. Thả cục bột ở đây cho nó tròn bé nữa ha. Để ý cái cây cọ của mình dặm nha. Về hả ngoại? Bye ngoại. Mai gặp. Cắt bột nè. Trứng nè ha. Trứng nè. Trứng nè. Cố gắng làm sao đắp bột để cho cái xếp nó chuẩn luôn à. Những cái móng này á, càng dũa càng xấu. Cái này không nói thật sự, những cái xếp này á, mình càng đắp bột ẩu bao nhiêu, mình càng phải dũa bấy nhiêu. Mà càng dũa bao nhiêu càng xấu bấy nhiêu à. Nó lại như vậy đó ha. Bắt buộc là mình phải đắp bột cho nó chuẩn. Nhích cục bột cũng phải cho nó đủ nè. Coi Phong nhích cục bột nè. Đủ nước vô nè ha. Một lần chưa đủ, hai lần. Thả cục bột ngay trên kia đi cột. Thấy chưa? Thả xuống chút. Đủng bột vô nè. Thấy sữa cục bột không? Chùi còn lấy nước. Dặn cho nó sát cái khóe. Thấy chưa? Bắt đầu tém bột hai bên vô. Hai cái tay đưa qua đưa lại hỗ trợ cho nhau. Nó là một cái hai cái bàn tay của mình đó, là cái cặp tương hỗ đó ha. Tương hỗ tương trợ đó. Cắt bột nè. Bột một cái nè. Móc bột ra nè. Ha. Trứng lấy xếp nè, trứng lấy xếp nè. Trứng nó xếp cho nó đẹp à, cho nó mịn màng nha. Anh dùng cỏ số mấy vậy anh? Hello anh Phong à, Niji Marriott. Hello à, Henry Nguyễn. Anh dùng cỏ số 16 em. Hello bột gì Hoàng Công Văn. Bột gì hả? Bột này là bột của Chisel. Nó mang tên là đắp là ghiền. Là ghiền ha. Mà cái màu này là cái màu natural mix. Của bột cho tròn khóe thấy chưa, rê xuống chút. Sữa của bột lại liền. Chùi cọ dặn nè. Đang bủn bột vô thấy chưa. Bủn bột vô. Rồi sao nữa. Trái. Phải. Trái. Phải. Đuôi giữa. Trái. Phải. Trái. Phải. Cắt bột. Dùng cái mũi cọ nè. Bụp cái. Móc bột ra. À, trứng lấy xếp. Trứng lấy xếp. Mình phải điều khiển cục bột ha. Không được để cho cục bột nó điều khiển mình. Và tuyệt đối một điều, không để cho bột nó tràn ra hai bên cái khóe. Những cái khóe này mà để bột nó tràn ra là lá hồi dũa chỉ có khùng ha. Dũa từ khùng đến điên. Từ điên đến mát, từ mát đến ba trời. Ok. Hello Mary Trần phải không? Hello, Sambuche, first time
watching what size brush I'm using. Again, I'm using the brush size 16. Okay. Này đó, hai cục đi. Tự biết lượng sức mình ha. Đó, hai cục. Điều bột nè, bắt đầu điều bột nè. Thấy cục bột nó vô cùng là dẻo thấy chưa? Bột này là đắp là ghiêng. Cái tên nó lên tất cả các bạn ơi. Thấy không? Cắt bột nè. Bột này nó có một cái điểm yếu là đắp là sẽ bị ghiền. Mà từ ghiền sẽ chuyển thành nghiện. Mà đã là nghiện thì cái gì nó cũng không tốt. Ha. Nhớ nha quý vị, bột này điểm yếu của nó là đắp là sẽ ghiền, mà ghiền thì sẽ chỉ qua nghiện, mà đã là nghiện rồi thì cái gì cũng không tốt. Ok, phân tích ngắn gọn và xúc tích không? Thấy đang chàng khỏe không? Đưa bột vô nè, thấy chưa? Đưa em vô nè, nó tính đào ngủ sao được ha? Đưa vô làm cho nó mịn cục bột luôn. Anh ơi, làm sao lấy cục bột đắp móng dài móng ngắn cho chuẩn? Trước khi em lấy bột em phải nhìn vô cái móng, em án chừng coi là cái móng này nó sẽ cần bao nhiêu bột ha, để em lượng cái sức của em để em lấy cục bột. Trước khi anh lấy bột á, anh nhìn vô cái móng, à cái móng này lấy nhiêu đây ha, là đủ nè. Thả cục bột nè ha, anh sửa cục bột lại nè. Thấy anh sửa cục bột không? Anh dốc cái tay xuống, anh mới đều bột nè, hai bên vô giữa nè ha, anh đều bột vô giữa rồi anh vuốt trái phải left right middle left right, đúng chưa? Cứ trái phải vô giữa rồi anh dùng cái mũi cọ này bục một cái anh móc bột ra ha, rồi bắt đầu anh trấn bắt đầu anh vé cái cuticle ha, anh vé cuticle ha. Em đơn giản và xúc tích, làm cũng từ từ thôi à. How much hả Nhân Phạm? À, Nhân Phạm cần order cái gì vậy? Inbox cho Phạm. Ok. How much for what? Ok. Lấy cục bột nè. Thấy cục bột không? Thả cục bột lên cho nó tròn, nó khóe luôn. Bắt đầu mình rê xuống chút này. Giật cọ ra, sửa bột lại. Ha, chùi nè. Em lấy giấy cho đăng thay giấy nè. Thay giấy đi Đăng ơi, đừng làm vậy kỳ lắm. Ý thức đi, tự trọng đi. Nếu như mình vuốt xuống đây, nếu như đặt trường hợp bột nó đã khô rồi ha, dùng chính cái tay của mình nè, bục một cái đứt bột ra. Màu này là màu natural mix, cái màu nó gọi là màu nước gạo á. Cái màu mà nhiều người hỏi lắm à. Vậy hả? Ừ, nhiều khách hỏi lắm đâu có. Vậy hả? Giờ có rồi đó cục cưng. Cái màu mà nước gạo á. Đó, lấy cục bột nè. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn dùng cái cọ sao lấy bột cho nó được nhiều bột nè, nhúng cho nước nè. Chút nè, dặn vô nè, thấy chưa, dặn nhiều lần mình sẽ lấy được nhiều bột. Thả cục bột vô nè, sửa cục bột nè ha, thấy không, sửa cục bột lại đi nè, chùi cọ dặn nè. Đó, dặn cho nó sát vô cái khóe, bắt đầu mình đều bột nha, không, công việc rất là
chấn, dùng cái thân cọ mình chấn, mình lấy cái shape của nó. Gà, ba bộ gà. Ba bộ nhận hết nha. Nhận hết nhưng mà mai làm. Lấy cục bột nè, hai cục, lấy cục bột bự không? Thả cục bột lên trên cái khóe nè. Rút ra nè, sửa cục bột lại liền. Thấy chưa? Thấy không, sửa cục bột lại không? Nhanh tay ha. Sướng 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 luôn đó quý vị. Cấp bột ta nói là nó ghiền nha. Thật sự là như vậy luôn. Cấp bột là nó ghiền á, chứ không phải đơn giản đâu. Ghiền cái cảm giác mà mình vuốt cái cục bột nó đi á, nó phê á. Nhìn cái cục bột nó mịn, nó mướt, nhìn nó sướng. Ồ, cọ. Hello anh Nhân Phạm, cọ 16. Anh Nhân Phạm cọ 16 nó là 40 đồng cây anh, khỏe không anh? Long time no see, long time no talk. Anh Nhân Phạm, anh ơi chị em cách lấy nước sao cho chuẩn. Rồi Henry, Henry Nguyễn coi anh lấy nước nè em. Nè, làm theo nè, mình đừng nhúng cái nước nè. Mình dùng mình gà hay chỗ cái chóp thôi ha? Chứ mình đừng có gà hết cái nước ra, nó không có đủ nước để nó lấy cục bột ha? Nhớ nè, anh gạt chút xíu thôi nè, nhúng vô nè, thấy chưa? Còn anh làm chậm lại nè, nhúng vô nè, gạt chút xíu nè. Bây giờ anh đắp một cục cho em coi luôn, ngón cái một cục ha, còn 16. Mình sẽ nhanh tay lên chút xíu. Đúng chưa? Mà mình phải vuốt cho nó đều bột. Bụp cái móc bột ra. Cái nào mình chấn lấy xếp. Chấn nè. Chấn. Mình vét bột nè, thấy chưa? Những cái bột nó còn dư nè, vét nó ra. Nhưng mà anh chị em thấy cái móng này là thấy nó chưa bằng nhau, là cái chỗ này nó còn thiếu bột, đâm ra nó không có được tự nhiên, thấy không? Lấy chút xíu bột thả ngay đây, vuốt nó xuống, đủ bột vào trong cái khóe, vuốt nó xuống, vuốt nó xuống. Bây giờ đắp bột trong mà cái mạch bột nó mịn luôn ha, lát nào mình đỡ phải vuốt biết chừng nào. Xong giao hàng cho Ngọc Sơn anh. Hello Liên Lương, khỏe không? Đây cái màu này màu mới nha, đắp là ghiền ha. 12 ao natural mix. Rồi hướng dẫn chùi cọ nè, anh chị em hay hỏi trời ơi cọ sao đắp, cọ sao mà đắp mà lâu mau hư quá. Của bệnh tại người thôi, chuyện đó là chuyện bình thường. Bây giờ anh chị em mua xe xịn, anh chị em tông vô tường coi nó có hư không á. Chuyện rất là dễ hiểu thôi, thì phải đắp xong phải chùi rửa, chùi chùi chùi, lật mặt lại bên kia, chùi 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 ha, sạch rồi bắt đầu chùi lại, vuốt lấy xếp lại. Giới thiệu anh chị em size số 16 cọ phong trình ót ha. Cây cọ này thì nói chung là nó cũ rồi, xài lâu lắm rồi, nhưng mà cọ gửi cho anh chị em là cọ mới, bấm không kiểm tra đâu đó ok hết thì không mới ship đi, nên anh chị em rất là yên tâm. Order bột ở đâu anh? Ở ngoài supply có bán đấy em. Order mấy ngày gửi về tới? Ở Portland, Portland cho bước Mỹ tầm 3-4 ngày là tới rồi hả. Rồi những anh chị em nào mà yếu tay nghề, yếu thôi nha, không nói tay nghề yếu thôi, dùng chính cái đầu dũa này
để mình chạy khỏe luôn, không có chảy máu, tuyệt đối không chảy máu nha, không đau luôn. Thấy nó tròn phải không? À, đây là cái sự lợi hại của cái đầu vũ này. Nếu như anh chị em làm yếu tay nghề dưỡng cái này, trong cái trường hợp này là thấy cái cô gái nè, tại cổ bị chảy máu do cổ giật cái hangnail nè, thì mình dùng cái đầu vũ này mình clean ngay cái món ngón này thôi. Tránh trường hợp bị chảy máu. Ok, đó là cái đầu dũa này. Rồi, mình dùng cái đầu dũa này là đầu dũa huyền thoại hay là để mình chạy mịn nha. Thực sự với anh chị em á, cái mặt bột này nó đã rất là mịn rồi. Ha, mình dũa chút xíu lại thôi là ok rồi. Không cần vũ nhiều nè, anh chị em thấy không? Thấy cái mặt bột nó mịn lắm ha. Kéo cái da ra nè, thấy chưa? Tìm cái khóe nè. Mặt bột rất là mịn này, thậm chí mình không vũ mịn cũng được nữa, nhưng mà mình không muốn làm dối, mình cũng phải vũ một chút thôi. Làm cái công cách nó nói sao mày không vũ mịn cho tao này nọ hết, nó cũng không hay cho lắm, mình phải vũ cho có. Kéo cái khóe ra nè, đi cái đầu vũ vô nè, thấy chưa? Hết sức là nhẹ ha. Nào, cái nghệ thuật chạy đầu dũa là làm sao dũa sát ở trong cái khóe mà khách họ không đau. Cái bí kíp ở đây là khi mình dũa, mình phải chở tay theo cái đầu dũa và mình tuyệt đối mình không có đè cái đầu dũa. Nhớ nha, nhớ dùng Phong một điều là tuyệt đối không được đè cái đầu dũa. Nếu không đè thì sẽ không đau và không chảy máu. Nếu như đè cái khách họ á lên và sẽ ngay lập tức có tiết canh để ăn nha. Đúng, chính xác, làm nail có ngày nào ngày kia. Bữa nay đâu có hàng ba đâu, bữa nay hàng năm à. Mấy anh khiêm nhường quá làm cho em sợ. Anh em định làm gì đứng qua đang đứng vậy anh em ạ? Ké hả? Anh muốn ké hả anh em rồi? Không chạy khóe thấy chưa? Cái nghệ thuật mình phải hết sức là uyển chuyển mà nhẹ nhàng trong cái công việc mình vũ móng, vũ máy nha. Mình thấy nó còn chút xíu bột gì, mình banh cái ngón tay ra ha. Đó, giờ là sạch khóe rồi đó các bạn. Mà cái dòng mà nó đã sạch khóe thì nó không clip. Ha. Nó mà còn một chút xíu bột thôi là nó sẽ lip. Và khi mà về nhà khách hàng của mình, nó sẽ bị nhức hai bên cái khóe. Tối nó giật giật, nó ngủ không được luôn ha. Đó là vũa không sạch đấy. Cẩn thận, hết sức là cẩn thận cái khúc này. Đúng rồi, bây giờ đạn chính mua đâu còn đâu. Bây giờ đạn chính mua đâu còn đâu anh chị em. Súng á, súng mà bắn đạn 9mm á, không còn, không đâu còn á. Bây giờ đạn chính á,
đạn chính anh phải order online mà nó back order nhiều lắm. Đạn chính với đạn shotgun. Trước mùa dịch là em gom hàng hết. Trước mùa dịch là em gom 2.000 viên. Của anh em. Đúng là hồi mới. Bên Texas từ ngày mới tới giờ có City State Board xuống không anh? À, trả lời cho cái câu hỏi chân Phạm, chân Phan gì nè. À, chưa em ơi. Theo những cái gì mà anh được biết á, theo cái sự hiểu biết nông cạn của anh thôi, thì anh chưa thấy động tĩnh gì hết. Mà tìm anh cũng thủ thế hết rồi em hả? Đầy đủ các món ăn chơi nhưng mà chưa thấy nào xuống hết. Biết sao chắc ở hiền gặp lành. Nói vậy không có nghĩa là những người mà tiểu bang khác họ xuống là gặp làm ác nha, không có đâu. Muốn xuống thì nó xuống thôi. Đó, mấy thằng đó là nó làm là ông nội thiên hạ mà hả? Mình phải lụy nó thôi em. Sang xong thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ là phải yêu lấy thầy. Mà sang xong phải bắt cầu kiều, muốn cua con chị là phải chiều con em. Quy luật tự nhiên thôi. Mình làm nó, mình phải lụy nó thôi. Nó là chùm, mấy step bo nó là chùm của mình mà. Ok, sau khi mình bóp phờ xong, hướng dẫn cho anh chị em giữa sếp. Hello Tracy Nguyễn, khỏe không? Anh chạy mình, anh chạy mình à, cái máy anh chạy là số 5 em. Anh có bán cọ này ở Việt Nam không anh? À, Chi Lâm, Chi Lam. Ở Việt Nam anh có gửi về sẵn rồi đó em. Em liên hệ Facebook Đào Hạ Nhật Vi nha. Ok. Này ông thầy, cách ly xong rồi hả? Đúng rồi, đi Việt Nam về cách ly xong rồi anh chị ạ. Bữa đi Việt Nam chơi vui quá. Giờ tới đây nó đo nhiệt độ, nó thấy sốt quá, nó thôi anh sốt quá, anh không cần cách ly đâu. Người ta sốt hơi hơi mới cách ly chứ anh sốt quá, anh về nhà đi. Cách ly anh mất công anh lay rùm la nữa. Kê cây dũa vô nè. Coi Phong đi cây dũa hết sức là nhẹ nhàng nha. Mình phải uyển chuyển cái cây dũa của mình. Nha. Theo Phong để cái cây dũa không? Một đường một và cái cách Phong cầm cái cây dũa nó cũng phải uyển chuyển nha. How you been? Suman, you stay home. What you gonna do? What did you do? I'm not sure. Oh, you work? Oh. Suman, I stay at home. I work too. Mm-hmm. Yeah, I have to think what I have to eat morning, what I have to eat evening, what I have to eat noon. Then I travel a lot from dining room to kitchen. Kitchen to the bedroom. Bedroom go to the living room. Yeah, I travel a lot. Sometimes I'm very stressful because I don't know what to eat. Yeah. 2 tháng ở nhà muốn khùng luôn đó quý vị.
quay ngược cái tay lại mới thấy nó méo chỗ nào mình mới chỉnh sửa nha. Bột này ở Việt Nam mua ở đâu vậy anh? Bột này chưa có ở Việt Nam đâu em. Bột này có ở Mỹ thôi. Bột này là của Chiso. Nó gọi là bột đắp là ghiền ha. Cái màu anh đang đắp là cái màu cũng như là cái nước gạo á. Nó gọi là natural mix ha. Ok em. Con không để cái chai dũa nha. Con không bao giờ không để cái dũa này, nó sẽ bị lẹn bột. Không để cái dũa xéo vô. Cái chuyện là mình dũa bị lẹm đó là mình đặt cây dũa xéo để cho cái tay nó cản cái cây dũa lại nè, nhớ nha. Hello Vinh Lê, khỏe không? How are you long time no see. Quyên Nhi Nguyễn, khỏe không em? How are you? Hello cô giáo. Bên cái cạnh nó không bị răng cưa nè. Xong quay ngược cái tay lại chỉnh sửa cái xếp nè, chỉnh sửa cái xếp nè. Chỉnh bên trái rồi chỉnh bên phải rồi chỉnh vô giữa đó, cái nghệ thuật chỉnh móng đó ha. Nè nó bị cong thấy chưa. Ủa xong rồi hả? Trời ơi xong rồi hả? Xong sớm rứa. Hỏi em bữa nay có đi đâu chơi không? Có đi không? Can I come with you? Hỏi đi. À, Quýnh tính sao? Ủa Quýnh bọn biết đỡ hả? Quýnh đỡ liền. Trời ơi. Đẹp trai không bằng trang mặt nha. Giỡn với cái anh trong thợ tiệm đó. Anh đó, anh đẹp trai, anh vui tính, độc thân nữa. Hay chọc ảnh. Rồi. Dùng cái buffer này nha. Buffer. You go party tonight? No. No party? I thought you go party. Rồi vậy đó. Next time go party, tell me I gonna go with you, okay? Okay, Samuche. Chào tạm biệt thân ái. Mucho gracias. Just kidding. Oh yeah. Bonita corazón. Lo siento. Biết mấy câu tiếng Mỹ thè chơi vui vậy thôi. Biết tiếng Mỹ đâu. Tiếng Anh nói còn xong. Ok, rồi vậy là mình đã hoàn thành xong một cái bộ móng rồi. Thì như anh chị em thấy. Nếu không lấy cái này không chùi cho anh chị em coi nè.
nè, anh chị em thấy nè. À, mình lấy cái sự cân bằng lại cho cái móng của mình ha. Cái cubicle nó phải tròn, nó phải sát. Cái shape at least thì nó cũng phải thẳng chút xíu, và cái đầu móng nó phải thẳng. Và khi mà anh chị em lật qua bên đây nè, làm neo tối kỵ nhất là hai bên đây mất bồn, thấy không? Lật qua bên đây mất bồn, cái chỗ này nó hơi bị răng cưa nè, mình phải chỉnh lại chút ha, chỉnh lại chút nó hết răng cưa. Bên đây bị mất bồn ha, cái đó là cái kỵ nhất của cái làm neo đó. Và cái cách làm thì Phong đã chia sẻ cho anh chị em hết rồi. Anh chị em có khó khăn trục trặc gì thì có thể inbox hỏi mình qua cái số phone 818 747 8781, hoặc là inbox Facebook Phong Trần. Cảm ơn các anh chị em đã quan tâm theo dõi. Thank you for watching and supporting. Bye bye, see you. Ok, tạm biệt và thân ái nha.